Trong thời gian qua, các sở ban ngành cấp tỉnh, chính quyền các cấp đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ quyền người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến người tiêu dùng vẫn luôn thường trực, như hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng, huy động tài chính trái pháp luật, sản xuất kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, vi phạm trong kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Việc tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về sản phẩm hàng hóa để người tiêu dùng được đảm bảo quyền lợi, tạo môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, lành mạnh, hoạt động tiêu dùng ngày càng an toàn hơn.